sóc thì các bạn sẽ dùng cái phương pháp người ta gọi là cắt và ghép. Thì thao tác mà cắt hình ảnh rất là quan trọng các bạn. Chúng ta cắt hình ảnh nhưng mà đảm bảo được độ nét, được biên, không bị caro, không bị mờ, không bị mất đi chi tiết, cũng là quan trọng. Nhưng bằng lại các bạn cắt đối tượng. Thì để cắt được những đối tượng như người thì các bạn thấy phần khó nhất là phần tóc. Tóc thì có nhiều cách lắm. Các bạn hãy dùng tẩy, các bạn xóa cái background của đối tượng đi. Chẳng hạn như cô gái này, các bạn xóa đi vẫn được. Đấy, hoặc là các bạn chọn đối tượng cô gái, xong rồi các bạn nhân đôi cái vùng chọn các bạn vừa chọn xong, thì chúng ta cũng tách được cái đối tượng ra, cô gái ra. Đấy, nhưng mà làm như vậy thì không có đẹp. Bây giờ chúng ta làm những cái bước như sau nha các bạn. Chính xác. Thì đầu tiên tôi đang có ở đây một cái file ảnh. File ảnh thì các bạn chỉ việc là vào file chúng ta open, chúng ta mở lên thôi. Chọn mở lên. Đây, chỉ việc chọn và open. Giờ tắt như thế nào? Chúng ta nhân đôi đối tượng này. Cách là Ctrl Z của background. Đây, những trường hợp làm da hoặc chỉnh sửa ảnh thì các bạn lưu ý, chúng ta có thể là điều chỉnh trước đi một vài cái gì đó đơn giản như là ví dụ như mình dùng là Sport Limit Tool, các bạn điều chỉnh cọ đây 30 để cho nhỏ xuống, rồi ta xóa đi những cái phần giả sử như thế này, cái chấm dạ cơ bản thôi. Mình dạng như mình retouch cho nó đẹp, tốt cho nó tốt hơn cái hình ảnh. Chỉ phần tóc bị thừa cho các bạn, các bạn làm như thế này giúp mình. Đấy. Kỹ nha, đừng quá to, đừng quá nhỏ. Rồi chúng ta quét như thế này, chúng ta loại bỏ bớt đi những cái phần tóc. Rồi, sơ vậy thôi. Là đã tốt lắm rồi. Rồi, như chúng ta tiến hành. Các bạn chọn cho mình công cụ có tên là Quick Selection Tool. Các bạn cũng điều chỉnh cọ, không quá to, không quá nhỏ. Và các bạn lấy cho mình những cái nét chính trên chuột này. Nhớ đừng bỏ sót cái thằng này nha các bạn nha. Thích nữa ha. Dạ. Còn tóc ở trong này thì bạn có thể chọn luôn cũng được. Tóc này. Muốn tách tóc thì phải có tóc, đơn giản nha các bạn, không có làm sao tách. Rồi chọn luôn cái chỗ này, lát nữa mình chọn sau. Giờ các bạn thấy cái vùng biên rồi nè, các bạn cũng nên chọn vào để chúng ta loại bỏ ra. Đây mình sẽ dùng công cụ Lasso Tool. Các bạn giữ phím Shift đồng nghĩa với việc là các bạn chọn thêm, nó như mình nè, chọn thêm. Để viên sĩ còn nghĩa thì chọn thêm. Đấy. Nghĩa là mình đừng có gọt hết tóc người ta làm gì. Mình chỉ để nguyên là vài sợi nhẹ để nó đẹp tự nhiên. Đấy, bạn thấy không? Vùng này vẫn giữ ship nha. Vẽ thêm vào. Màu sai Ctrl Z vẽ lại. Đấy. Rồi. Đó, đang ngay chỗ này mới đẹp nè. Đấy. Ủa, cắm rồi còn xóa sau. Rồi, mình chọn thấy tổng thể rồi. Đây, còn vùng nè. Rồi. Không để sót mà nào hết. Rồi, sau đó khi các bạn chọn xong à. Các bạn quan sát nè. Khi mà mình dùng bất kỳ một công cụ nào liên quan tới selection như 1, 2, 3, thì các bạn thấy nó đều hiện ra chức năng đó là refresh. Thì có refresh. Chúng ta click vào refresh. Phải thông qua những công cụ selection. Nếu các bạn chọn một công cụ nào khác bất kỳ thì nó không có nha. Phải là selection. Chúng ta kích vào refresh. Nó sẽ hiện cho các bạn một cái bảng. Và trên cái bảng này chúng ta được quyền là thay đổi view bằng cách click vào phần view đây. Chúng ta thay đổi những góc nhìn. Ví dụ như chúng ta thay đổi background. Chúng ta thay đổi cái phần nhìn để chúng ta tắt. Đấy, mình thì thông thường theo tùy hình ảnh. Ở đây các bạn thấy là do nó dính màu trắng cho nên mình để on flex. Rồi, những thông số ở đây các bạn đều để 0,0,0. Tôi sẽ điều chỉnh cọ cho nó to một chút, dài nhỏ quá. 35 kẹp lên tí.
là như thế này. Mà thường thường trong quá trình đánh mình sử dụng một nửa vòng tròn thôi, mình đánh như vậy, các bạn thấy một nửa vòng tròn. À, các bạn thấy là cái sợi tóc nó vẫn còn nguyên nha, mình không có dùng nguyên một cái cụm như này, mình không bao giờ đưa cái dấu cộng mình vô trong khu vực, mà mình chỉ đưa mép 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 chút xíu vậy để tránh ảnh hưởng tới phần chính. Đấy. Chỗ nào mà bị sai hoặc bị ăn bị lắng quá thì các bạn là dùng phím trừ, như mình nói là chúng ta giữ phím Alt trên bàn phím, và các bạn thấy hiện dấu trừ ra nè, dấu trừ ra xong chúng ta loại thôi, chúng ta khôi phục lại thôi. Hay là những hệ tắt luôn, hoàn tất vậy nè, các bạn thấy không? Giả sử nha, chỗ này dư và giữ phím Alt và vẽ lại nè, vẽ lại nè, đây là tự nhau chỗ này nửa cỏ thôi. Đấy. 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 Từ từ dần 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 ra xóa cái kinh nghiệm tắt tắt thật sự chuyên nghiệp. Đấy. Cái máy tắt thì nó chưa, nhiều khi nó chưa ưng ý chúng ta lắm. Nó tắt hoài là sẽ hết cái kinh nghiệm. Rồi đi các bạn, ok không? Thôi vậy được rồi đó. Sau đó mình phải tính tới cái chuyện là cái background của mình nó có phù hợp để mình ghép đối tượng hay không nữa kìa. Còn phần xóa này là chỉ mang tính chắc là chúng ta xóa thôi, còn phải phụ thuộc vào cái background các bạn ghép nữa. Rồi vậy nha. Giờ các bạn dùm cho mình thông số là cái shift x. Ở đây tôi sẽ đưa về một cái số âm, các bạn đưa số âm các bạn sẽ thấy là cái màu trắng mà dính trên tóc á, nó sẽ ăn dần vào chủ thể tốt hơn. Khi các bạn tăng cao lên thì nó tràn ra ngoài như thế này. Đấy, và các bạn hạ xuống 10 vừa thôi để cho nó bo lại sát cạnh, tăng cái độ nét, độ mềm. Ở trường hợp ở đây nếu như mà ưu tiên thứ hai các bạn sẽ dùng hình feather, nếu các bạn thích feather thì làm mờ cái đường viền thôi. Điều này thì dùng đừng có quá đáng là được, ta dùng thông số nhỏ thôi các bạn. Smooth nhà ha, thích dùng mềm mại ta dùng mềm. Ở đây tôi cũng dùng thông số rất là thấp. Thấp vừa phải thôi, cao quá không mất chi tiết. Và cái quan trọng là phần Albert thì như khi nãy mà các bạn được tham quan trong những cái phần trước, xin lỗi, những phần trước đấy, chúng ta có layer mask nè. Bây giờ tôi sẽ xuất ra dạng là new layer quick layer mask. Lớp layer mask này mình có thể khôi phục lại những cái phần ở mắt đi. Chứ còn mình new layer như là nó tạo mới ra một cái lớp như thế này. Và new selection nó ra một cái vùng chọn này. Vùng chọn ở đây. Và mình sẽ ok. Đấy, không remember setting nha. Vì mỗi một cái dạng hình nó sẽ có một cái thông số khác nhau. Ok. Rồi bây giờ mình đã có đối tượng kèm theo lớp mặt nạ đó các bạn. Đấy. Ăn đi ha. Đấy. Xong đó. Đấy, quá được không? Bây giờ mình play vào đây một cái ảnh gọi là background. Ngày hôm trước các bạn có dùng double exposure rồi. Đấy. Background thì dĩ nhiên nó phải nằm sau chủ thể. Tôi kéo dưới. Rồi phóng to này ra. Cái này cũng được nha. Không thì mình sẽ làm như sau các bạn. Dạ được nè. Còn cái thứ hai là gì, mình hấp bình cái hình thế này. Đấy. Xong mình chạy qua tab này nha. Mình chọn cái lớp layer nè. Đưa vào đây chọn cô gái nè. Dễ chuột nha. Cái đưa qua đây. Hạ vào đây. Đấy. Các bạn đưa nguyên tụm qua rồi. Giờ chỉ việc phóng to cái nhỏ cho nó phù hợp thôi. Phóng to sao các bạn, phóng to kích vào đây, xong cho anh kéo to lên. Sau đấy là tích ok. Đây. Đây, các bạn sẽ thấy là mình đã xử lý xong, nghĩa là cái phần làm ta xóa những cái đường của nét. Đấy. Cái phần kỹ như vậy các bạn phải quan sát kỹ nha. Có nhiều cách để chúng ta làm cái đường nét này rất là đẹp, nhưng phụ thuộc vào cái hình ảnh của chúng ta nè. Rồi xong. Bây giờ là phương pháp thứ hai, sau khi mình tách xong mình phải điều chỉnh độ sáng tối cho cái hình ảnh thôi.
Thì độ sáng tối nó sẽ liên quan tới những chức năng chính trong layer, như là các bạn thấy là mình có nhiều, nhưng mà nhiều instrument layer thì ở đây các bạn thấy là những cái kênh như thế này gọi là kênh tăng sáng tối. Kênh như này liên quan tới màu sắc, và cái này thì nó là liên quan tới cái phần là âm bản. Rồi tôi sẽ chọn về mức độ về màu sắc, chọn sẽ hạ nam vibrancy. Ok, mình tăng vibrancy lên đồng nghĩa với việc màu nó sẽ đậm hơn. Đấy, các bạn thấy không, đậm hơn. À, nhưng mà mình dùng cái này á, mình nên cần lưu ý nha, vì khi mà dùng tới là new instrument layer nó ra như thế này, thì các bạn xếp những cái gì mà nằm ở dưới cái lớp này nó sẽ bị ảnh hưởng, kể cả background, bạn tăng lên đồng nghĩa với background nó cũng đậm hơn, cô gái này cũng đậm hơn. Trong khi đó mà chúng ta căn chỉnh màu là chúng ta chỉ căn chỉnh từng layer, không dùng riêng được, không dùng chung được nha các bạn, chỉnh riêng. Rồi cho nên là cái phương pháp này thì chúng ta sẽ dùng tới clipping mask. Đấy, clipping mask mình cũng tạo ra nó lớp như vậy. Thì giả sử mình dùng sáng tối hoặc là màu sắc đi, bạn click chuột phải vào cái lớp instrument kia này, sau đấy các bạn kết vào, click chuột phải vào layer và chọn create clipping mask. Đây bây giờ các bạn có tác dụng này này vô tư thì cái hình nó bị ảnh hưởng, background bị ảnh hưởng. Đấy, và tiến hành cho thêm một lớp nữa để điều chỉnh sao thôi. Cover. Ok, cũng create clipping mask mà điều chỉnh sao thôi. Mình có thể chuyển thêm một lớp nữa, mình đưa bé trắng đen luôn. Các bạn thấy ví dụ như layer chúng ta có new instrument layer, các bạn thấy có kênh màu ở đây là black and white. Điều này đồng nghĩa với việc là khi các bạn chọn black and white, tất cả những cái gì nằm dưới lớp này đều màu trắng đen hết. Bạn thấy không? Đấy, trắng đen hết. Rồi. Mình sẽ đi xuống. Đẹp chưa? Đấy. Đây là những cái phương pháp cắt ghép về mặt cơ bản thôi. Còn nếu như muốn chuyên sâu hơn về độ chiều sâu trường ảnh hay là cái độ nét lên mà nó tăng đối tượng chính thì mình sẽ đề cập trong những bài sau. Đấy, vậy các bạn theo phương pháp của mình đó là chúng ta tạo một cái vùng tròn chính xác trở từ, sau đấy là dùng chức năng Refine X rồi thay đổi thông số và xuất ra thành file. Đấy, là chúng ta cắt, chúng ta ghép thôi, chúng ta ghép với một cái background khác, có thể là cái này. Thế mà cái này màu sắc không hợp, đổi cái khác. Play Desktop. Đấy, đơn giản là các bạn không nhìn sao này, trời nó hạ cũng to ra tinh ý hơn thì các bạn đã điều chỉnh nhiều cái hình background khác nó đa dạng được. Ok, chào các bạn nha.